tế ảo năm 2023, Apple có kế hoạch ra mắt loạt thiết bị đeo thực tế tăng cường, AR, gồm thiết bị đeo trên đầu và kính đeo, lần lượt vào năm 2022 và 2023. Tin đồn trước đây nói rằng mốc thời gian này là năm 2020. Tuy nhiên, The Information cho rằng phỏng đoán đó quá lạc quan. Tháng trước, Apple tổ chức cuộc họp thảo luận về lộ trình thiết bị AR, và có vẻ như chúng không thể xuất hiện trước năm 2022. Báo cáo của The Information cũng cho biết, Kế hoạch hiện tại của Apple là ra mắt thiết bị đeo dạng Oculus Quest vào năm 2022, tiếp sau đó là kính đeo vào năm 2023. Theo đó, thiết bị đeo đầu tiên sẽ sử dụng mắt kính độ phân giải cao, cho phép người đeo quan sát được vật thể nhỏ. Ngoài ra nó còn được gắn camera bên ngoài, giúp người đeo tương tác với vật thể số hóa trong môi trường ảo. Thông số kỹ thuật của kính đeo chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, dựa trên thiết kế mẫu hiện có, nó giống kính dâm với gọng kính dày trong chứa vi xử lý và pin. Apple rất kỳ vọng vào hai sản phẩm này mục tiêu cuối cùng là thay thế iPhone trong thập kỷ tới khi đó người dùng sẽ không phải kè kè chiếc điện thoại bên cạnh mọi tương tác và kết nối đều được thực hiện qua kính đèo về lâu về dài kính ar sẽ thay thế toàn bộ màn hình trong cuộc sống hàng ngày